Lão Hạc ơi, mấy giờ rồi mà còn ngồi đây? Làng xóm, mạng xã hội, người ta đang đồn ầm lên kia kìa. Đồn gì thế ông giáo? Đồn là Shiba nhà lão là giống chó quý ở Nhật Bản. Tuy đáng yêu dễ thương nhưng chỉ biết ăn sung mặc sướng, bình thường cũng chẳng giúp làm gì được cho chủ cả. Trời ơi, cậu Vàng nhà tôi ngoan ngoãn, lúc nào cũng phụ tôi kiếm sống, ai mà lại đồn dữ vậy chứ? Tôi cũng nghe người ta nói vậy thôi, nhưng mà lão nghèo thế, tiền đâu mà nuôi nó? Đâu mà, tôi đâu có phải bỏ nhiều tiền để chăm sóc cậu Vàng đâu. Thế sao tôi thấy lão mới sắm cho cậu Vàng bộ cánh ngầu dữ vậy? Ừ, thế ông giáo không biết à? Chỉ cần tham gia vào sự kiện áo mới cho Shiba ra mắt vào ngày 6 tháng 9, mở hộp quà và dính ngay về bộ trang phục rồng điện siêu oách cho cậu Vàng thôi. Vậy còn chờ gì nữa? Vào Free Fire test nhân phẩm nhận Shiba rồng điện và Muya ngay nào! Asia Invitational Chung kết châu Á 2019 diễn ra vào ngày 7 tháng 9 trực tiếp trên kênh YouTube của Ghana Free Fire. Ấn đăng ký và nhấn nút chuông thông báo của Ghana Free Fire ngay hôm nay để nhận thông báo về các phần quà miễn phí, nhân vật, trang phục mới và giải đấu eSports đỉnh cao.